Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Ngoan TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một cái lỗi của TV Sony là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thật ra là cái TV này nó vừa bị hư màn mà nó đang bị lỗi. Mình sẵn cái cơ hội này mình chia sẻ cho các bạn cái vấn đề là lỗi ở bên YouTube nha các bạn. Nhìn nó thì cái TV nó bị hư thôi. Thì các bạn vào YouTube á, thì các bạn bấm vào thì nó sẽ có cái biểu tượng logo của YouTube bình thường nha các bạn. Cái TV này đang bị lỗi đây, nó nổi lên chữ YouTube bình thường ha. Rồi nó sẽ nổi lên những cái icon cho các bạn xem, xong rồi nó sẽ nổi là trình duyệt internet sẽ đóng do lỗi, thì các bạn không không có bấm gì được, các bạn chỉ có việc mà bấm cái nút Return là quay trở lại thôi. Các bạn không thể nào làm gì được hết trơn. Các bạn nếu mà các bạn thường thường thì các bạn reset cái TV nó lại thì được. Nhưng mà hôm nay là các bạn reset đó, cái TV á thì khả năng là cái TV của bạn sẽ bị hư luôn nha các bạn. Là nó sẽ không có trở lại như ban đầu, trạng thái ban đầu là rồi luôn đó các bạn. Thì bây giờ cái cách này thì mình chỉ còn chờ bên hãng Sony nó đưa ra cái sửa lỗi, chứ mình sẽ không thể làm gì được nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng cái máy mà gặp trường hợp này thì các bạn để im đó đi nha, đừng có làm gì hết nha. Mình đã thử cập nhật lại rồi nhưng mà hên là cái máy này mình cập nhật nó không bị lỗi đó các bạn. Còn có những người khác á, người ta không biết, người ta cập nhật lại là nó sẽ bị lỗi, là lỗi cái kiểu mà YouTube nó xuống, nó giống như cái phần mà cách nay 3 năm á mình có làm YouTube á là nó bị lỗi đó, là không có làm lại được nha các bạn. Còn cái này thì nó vẫn trở lại ở trạng thái YouTube hiện thời đang xài nhưng mà sẽ không có sử dụng được. Đây, mình bấm lại lần nữa cho các bạn xem nha. Đấy, YouTube vẫn lên nha. Rồi xong, nói lỗi logo lên mấy cái icon này. Rồi xong, nó để là trình duyệt internet sẽ đóng do lỗi. Đây. Rồi video mình chia sẻ cho các bạn như vậy, các bạn không nên làm gì hết nha, để đó đi. Để ra cái hãng Sony nó có thể khắc phục lại như thế nào rồi mình sẽ tiếp cho các bạn xem nha. Rồi, bye bye các bạn.